Một cậu bé ở Bangladesh dù mới chỉ có 4 tuổi, song lại mang một hình hài của một ông lão 80 tuổi. Theo các chuyên gia y tế, cậu bé đang mắc phải chứng progeria, khiến cho cơ thể bị lão hóa nhanh gấp nhiều lần so với người bình thường. Và cũng chỉ vì căn bệnh quái ác này mà cậu bé bị mọi người xa lánh. Cậu bé Bayezid Hossein hiện đang sống ở ngoại ô huyện Magura, phía nam của Bangladesh. Dù mới 4 tuổi nhưng gương mặt cậu luôn sưng húp, mắt trũng sâu, làn da chảy xệ, hàm răng yếu. Ngoài ra, cậu bé đáng thương này cũng gặp khó khăn khi đi vệ sinh. Theo chẩn đoán thì Hossein bị chứng progeria, một triệu chứng khiến cho cơ thể người bệnh lão hóa nhanh gấp 8 lần người bình thường. Những người mắc bệnh này thường qua đời ở độ tuổi 13 vì trụy tim hoặc đột quỵ. Ngoài chứng bệnh quái ác trên, Hossein còn mắc phải căn bệnh nhão da, một chứng rối loạn mô liên kết hiếm gặp khiến làn da chảy xệ nhanh chóng. Đáng thương hơn, cậu bé bị mọi người xung quanh xa lánh, hết hủi, sợ hãi, mặc dù em rất thông minh. Progeria là căn bệnh rất lạ và hiếm gặp khi có thể khiến cho những đứa trẻ mới bị sinh ra đã già đi một cách nhanh chóng. Và cứ ước tính là 8 triệu trẻ em sinh ra trên thế giới thì có một bé gặp phải căn bệnh quái ác này. Bệnh nhân không phát bệnh ngay từ lúc mới sinh mà thường thì khoảng 18 tháng sau đó thì mới có các triệu chứng của tuổi già như là còi cọc, da nhăn nheo, mặt nhỏ, quai hàm to gần bằng đầu, bị hói ngay từ lúc mới 4 tuổi, cơ quan nội tạng thì rệu rã. Người ta gọi những đứa trẻ kém may mắn này là những đứa trẻ chưa kịp lớn thì đã già. Và bệnh nhân thường tử vong ở tuổi 13-14 vì những căn bệnh của người già, ví dụ như là tim hay là đột quỵ.